Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức cho ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Tin từ Brazil cho biết là quốc gia này bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc khi đi máy bay. Cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia của Brazil gọi là Anvisa đã hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phi trường và trên các chuyến bay đến Brazil trong bối cảnh số trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã giảm đi một cách đáng kể trong thời gian gần đây. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đi lại bằng đường hàng không đã được áp dụng tại Brazil kể từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, trong thời điểm dịch COVID-19 có xu hướng được hạ nhiệt. Tuy nhiên, chính phủ của quốc gia Nam Mỹ đã tái áp đặt biện pháp này vào tháng 11 năm 2022, sau khi số trường hợp nhiễm mới COVID-19 tăng đột biến trở lại. Quy định của cơ quan Anvisa về việc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang khi đi lại bằng đường hàng không đã được đưa ra cùng thời điểm với chiến dịch tiêm chủng mới do chính phủ của Tổng thống Luiz da Silva khai triển. Trong lễ nhậm chức Tổng thống vừa rồi, ông Lula da Silva đã cam kết thúc đẩy tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả các người dân Brazil. Bộ Y tế của Brazil cho biết là hiện nay chưa đến 50% trong tổng số 210 triệu người đã tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19. Brazil là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với 37 triệu trường hợp nhiễm và 699.000 người đã tử vong. Sakhalin Âu, bản tin tiếp nối cho biết là giá lương thực tăng cao khiến cho lạm phát thấp hơn kỳ vọng. Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu, còn gọi là Eurostat, trong ngày 20 tháng 3 công bố một số liệu cho thấy lạm phát trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro trong tháng 2 năm 2023 tuy giảm đi nhưng với tốc độ chậm hơn so với dự báo, chủ yếu là do giá lương thực vẫn tăng mạnh. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung trong tháng trước là 8.5%, giảm so với mức 8.6 của tháng 1. Tuy nhiên, con số nói trên vẫn cao hơn mức ước tính là 8.2% mà các chuyên gia phân tích tại công ty dữ liệu tài chính FactSet đưa ra trước đó, cũng như là mức 8.3% theo đánh giá của thông tấn xã Bloomberg. Cùng với đó, lạm phát cơ bản của khu vực đồng tiền chung Euro không bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ biến động đã tăng từ 5.3% trong tháng 1 lên một mức kỷ lục mới là 5.6% trong tháng 2 vừa qua. Báo cáo của Eurostat cho thấy là chi phí năng lượng tiếp tục tăng chậm lại trong tháng 2 từ 18.9% xuống tới 13.7%. Tuy nhiên, giá lương thực và đồ uống đã tăng tới 15%, đây là mức cao kỷ lục mới, vượt đáng kể mức 14.1% của tháng riêng vừa qua. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm giá lương thực tăng cao hơn là chi phí năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết là họ dự kiến tỷ lệ lạm phát lương thực sẽ tăng chậm lại trong suốt cả năm 2023. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung Euro đã giảm gần từ mức đỉnh 10.6% ghi nhận hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn quá cao so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng châu Âu đề ra. Theo các số liệu mới nhất, đã củng cố cho nhận định là Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay khi cuộc chiến kiểm soát lạm phát vẫn chưa kết thúc. Sau qua Ý, bản tin tiếp nối cho biết là Thủ tướng Ý kêu gọi Liên Âu ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Thông tấn xã BBC cho biết là Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni trong ngày 1 tháng 3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp và ngăn chặn những bi kịch tiếp theo trên biển sau vụ việc ít nhất là 67 người di cư bị thiệt mạng trong một thảm họa chìm thuyền
Vào ngày 26 tháng 2, ngoài khơi của Calabria, miền nam của nước Ý, nội dung bức thư của Thủ tướng Meloni gửi cho các nhà lãnh đạo Liên Âu có đoạn viết rằng việc thực thi các biện pháp cụ thể, mạnh mẽ và sáng tạo để chống lại và ngăn cản những chuyến đi bất hợp pháp là cơ bản và khẩn cấp. Liên Âu cần có những khoản hỗ trợ đặc biệt khẩn cấp cho những quốc gia mà người di cư xuất phát và quá cảnh để cho họ hợp tác một cách tích cực hơn. Sau khi xảy ra vụ chìm thuyền, Thủ tướng Meloni đã cam kết hành động để ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra. Nước Ý là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải sang qua châu Âu và là tuyến di cư nguy hiểm nhất trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc về người di cư bị mất tích ghi nhận được, có hơn 20.300 nạn nhân đã bị thiệt mạng hoặc là bị mất tích ở Địa Trung Hải kể từ năm 2014. Riêng từ đầu năm cho đến nay, ước tính có hơn 220 người đã bị thiệt mạng hoặc mất tích. Theo Bộ Nội vụ của nước Ý, có gần 14.000 người di cư đã đến Ý bằng đường biển từ đầu năm cho đến nay, còn số này gia tăng so với con số 5.200 người trong cùng kỳ của năm 2022. Bản tin tiếp nối cho biết là Quốc hội của Israel đang xem xét cho phép tử hình đối với tội phạm khủng bố. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 24 tháng 3 cho biết là Quốc hội của Israel đã bước đầu thông qua một dự luật cho phép áp dụng hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội khủng bố vì giết hại công dân của Israel. Dự luật này do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đệ trình vì nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập, nên dự luật này dễ dàng được thông qua ngay trong lần xem xét đầu tiên tại Quốc hội với 55 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Dự luật này cần được xem xét thêm 2 vòng nữa tại Quốc hội Israel trước khi được ký thành luật. Theo nội dung của dự luật thì tòa án có thể tuyên án tử hình đối với những người phạm tội sát hại công dân Israel với động cơ dân tộc chủ nghĩa. Trong thời gian qua thì các đảng phái cánh hữu của Israel đã cân nhắc thúc đẩy đạo luật tử hình tội phạm khủng bố nhưng liên tục vấp phải sự phản đối của các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật. Các cơ quan này cho rằng một đạo luật như vậy không giúp ngăn chặn tận gốc chủ nghĩa khủng bố và việc áp dụng án tử hình có thể gây tổn hại hình ảnh của nhà nước Do Thái trên trường quốc tế. Bộ luật hình sự của Israel có quy định về hình phạt tử hình nhưng chỉ áp dụng rất hạn chế. Trong gần 75 năm qua, Israel mới chỉ kết án tử hình 2 người, trong đó có một người là cựu viên chức của Đức Quốc xã là ông Adolf Eichmann. Tin từ London cho biết là nước Anh đang trùng tu một cây ngai vàng 700 tuổi trước lễ đăng quang của vua George Đệ Tam. Tu viện Westminster thông báo là họ đang trùng tu một ngai vàng cổ để sử dụng nó trong lễ đăng quang của vua George Đệ Tam vào tháng 5 sắp tới đây. Thông báo của Westminster cho biết là ngai vàng đăng quang, một trong những món nội thất quý giá và nổi tiếng nhất thế giới, đang trải qua một số khâu trùng tu trước buổi lễ của vua và vương hậu vào ngày 6 tới tháng 5 tại tu viện Westminster. Đây là chiếc ngai vàng cổ dùng trong các lễ đăng quang ở nước Anh trong nhiều thế kỷ qua. Những lần lên ngôi của vua Henry đệ tám, vua George đệ nhất, nữ hoàng Victoria hay là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người thực hiện nhiệm vụ trùng tu đó là nhà bảo tồn bà Christa Bessley, người bảo quản các bức tranh của tu viện. Công việc cho đến nay kéo dài 4 tháng, tập trung vào khâu vệ sinh, ổn định lớp mạ vàng từ thế kỷ thứ 18. Bà Bessley nói rằng ngai vàng này rất quan trọng đối với lịch sử của Anh quốc và lịch sử của chế độ quân chủ. Nó là một phần của bộ sưu tập vẫn được sử dụng cho mục đích chế tác ban đầu. Đợt trùng tu sẽ bảo đảm ngai vàng được bảo tồn không chỉ cho lễ đăng quang mà còn trong nhiều thế kỷ sắp tới đây. Vua Edward đệ nhất vào khoảng năm 1300 đã đặt làm một chiếc ngai cao gần 2 mét bằng gỗ sồi, dát vàng lá và trang trí công phu bằng thủy tinh màu. Trong thời kỳ Trung Cổ thì chiếc ngai trông giống như được làm bằng vàng nguyên khối, tỏa sáng lấp lánh. Theo tu viện Westminster cho biết, vào thế kỷ thứ 18 thì chiếc ngai vàng này được tái mạ vàng và bổ sung một con sư tử ở mỗi góc. Theo tu viện Westminster thì tình trạng của chiếc ngai vàng này tốt một cách đáng kinh ngạc so với độ tuổi, hầu hết lớp mạ vàng vẫn còn nguyên vẹn.
lưng của ngai có hình vẽ từ thế kỷ thứ 18 và 19, được cho là do các nam sinh địa phương và du khách khắc lên. Trong năm 1914, ngai vàng bị hỏng một góc nhỏ do một vụ đánh bom. Cho dù là có tuổi đời hơn 7 thế kỷ, chiếc ngai vàng không phải là một hiện vật lâu đời nhất được sử dụng trong lễ đăng quang sắp tới. Vua Charles Đệ Tam sẽ được sức dầu thánh từ chiếc thìa mạ bạc có từ thế kỷ thứ 12 cho đến nay.